Thưa quý vị và các bạn, nhà văn hóa là điểm sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu của nhân dân. Thế nhưng tại xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, hiện có 5 trên 7 nhà văn hóa hoặc đang bị xuống cấp hoặc thiếu trụ sở phải sinh hoạt nhờ. Điều này đã và đang làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt và tinh thần của cộng đồng dân cư. Trải qua 58 năm xây dựng và sau nhiều lần tu sửa, đến nay nhà văn hóa thôn Lê Lợi đã xuống cấp nghiêm trọng. Trần nhà bị mối mọt, hễ mưa là dột, cửa chắp vá, các bức tường thì nứt, không thể khắc phục, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Bởi vậy, người dân không dám sinh hoạt hội họp khi trời mưa gió. Xây dựng nhà văn hóa này thì nó cũng quá lâu rồi, từ năm 1964. Cho nên là cái việc sinh hoạt của nhân dân là cũng rất là nguy hiểm. Không dám để cho các đoàn thể sinh hoạt ở đây lâu. Chạy hè của các cháu là cũng rất là gặp khó khăn về cái chuyện sinh hoạt. Dân chúng tôi thì cái điều kiện tài chính kinh tế nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vận động bao nhiêu lần rồi thì cũng chỉ là tu sửa tạm thời thôi. Hết sinh hoạt nhờ ngôi đền của thôn, thì nay nhân dân thôn Trần Phú lại phải sinh hoạt nhờ lớp học mầm non trước đây của các cháu nhỏ. Phòng nhỏ hẹp, thiết bị thiếu thốn, đền rất khó để tổ chức các hoạt động. Nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng, chỉ có số ít người dân được ngồi trong hội trường, còn lại phải ngồi ngoài. Từ xưa đến giờ là không có nhà văn hóa, tất cả các ban ngành đoàn thể họp toàn có nhờ ở bên đình. Công việc lớn của thôn chúng tôi không có chỗ mà toàn phải bắt giặc ngoài sân. Như cái thời gian vừa rồi chống dịch ấy, là phải giãn cách ra cả ngoài đường. Trên địa bàn xã có 7 thôn thì có tới 5 thôn thiếu nhà văn hóa hoặc nhà văn hóa xuống cấp. Cụ thể, ngoài 2 nhà văn hóa kể trên còn có nhà văn hóa thôn Quyết Thắng, thôn Quang Trung, thôn Tiền Phong. Mỗi thôn có từ vài trăm cho đến trên 1.000 hộ dân. Song từ trước tới nay, các thôn này đều thiếu nhà văn hóa và phải đi sinh hoạt nhờ trụ sở của lớp mầm non, đền hoặc nhà truyền thống đã xuống cấp. Bởi vậy, có nhiều hoạt động không thể thực hiện được. Cái nguồn thu của địa phương còn eo hẹp. Chúng tôi cũng đang đẩy nhanh các cái dự án thu hút đầu tư vào địa phương. Trong đó có công tác là giải phóng mặt bằng, thế và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo cái kinh phí để xây dựng các cái thiết chế văn hóa, trong đó có 5 nhà văn hóa còn lại. Nhà văn hóa đóng vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mà còn là nơi gắn kết cộng đồng dân cư. Do vậy, việc thiếu nhà văn hóa không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng nông thôn mới, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động văn hóa cộng đồng tại địa phương.